Giờ để quý vị 15 phút quý vị hỏi. Ai có hỏi gì thì cứ hỏi. Ai hỏi tôi trả lời ạ. À. Còn tôi hỏi quý vị trả lời ạ. À. Chứ đừng có khôn quá bác tôi nói một mình không được. Nãy giờ tôi đọc diễn đó. Niệm Phật mà còn trì kinh trì chú nữa là tạp niệm phải không? Pháp hội cho anh Tràng phát tay. Đồng ý với thầy đó không? Với ông đó không? Niệm Phật còn trì tụng kinh trì chú nữa là tạp niệm. Đồng ý không? Nam Mô A Di Đà Phật, bạch sư niệm Phật trì chú và đọc kinh không có phải là tạp niệm không được bản sanh, mà nếu mà ba pháp môn đó mà ta đều nhất tâm hết thì cũng vẫn được giảng sanh như thường. Nam Mô A Di Đà Phật. Vỗ cho anh Tràng phó tay đi. Câu này có nắm được cái ý tôi đó. Thì câu này đúng là ông phải tự trả lời lấy. Nãy giờ tôi trả lời rồi. Nếu mà cô không trả lời thì tôi nói tôi trả lời rồi. Anh nhất tâm rồi giờ niệm 10 thứ cũng nhất tâm nữa. Còn bây giờ nếu mà tạp niệm thì càng nhiều thì sao? Càng tạp dữ nữa. Cô phải nói cái chỗ đó một chút là nếu mà mình đang tạp niệm thì nên làm một thứ thôi. Làm ba thứ nó còn tạp dữ nữa. Thành ra người sơ cơ phải được tu một cái thôi. Nhất nghệ tinh là nhất thanh vinh, là một cái là cái thân mình nó dễ nhất niệm hơn. Thành ra câu này người ta hỏi tôi rất nhiều. Niệm Phật rồi cần chú Đại Bi Hương Sư, cần phải niệm gì Phổ Hiền Hương Sư. Tôi nói phải niệm gì chú như niệm Phổ Hiền thì nó vẫn sanh, còn không có là không vẫn sanh, cũng chết nữa. Tôi nói Phổ Hiền, Quan Âm cái gì cũng không vẫn sanh hết á. Mà cái nào cũng giảng sanh hết á. Mà nếu người mà tạp niệm thì nên một cái một thôi. Còn người đó nhất niệm một chục cái cũng được. Mà nhất niệm là gì á? Có đó là có nữa. Rồi để khi khác. Bây giờ ông đồng ý không? Đại khái là như vậy. Tức là phải nắm cái cho tôi giảng. Cái nhất niệm là chánh. Còn làm gì làm nó là cũng phụ thôi. Thấy không?